Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận chung kết đầu tiên dành cho cặp đôi Truy Mạnh và Oanh trong xê đấu thứ ba. Vâng, giả vờ thua xê đầu tiên và bật lại hai xê sau. Vâng, giả vờ thua xê đầu tiên cho đối phương chủ quan, sau đó bật lại hai xê còn lại. Vâng, No1 đang đánh cực bay trong xê đấu thứ ba này. May mắn của game thủ No1. Trận này anh nằm gần góc 6 giờ. Vâng, như vậy là các quý vị khán giả đã gửi tặng G-Coin cho No1 rất nhiều. Nhiều khả năng là xe này thắng 3-0 mất thôi. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ No1. Vâng, trận đấu vừa rồi là một trận đấu phải nói là cực kỳ hay dành cho No1. Và tôi đánh giá là một trận đấu cân đôi. Chim sẻ không thi đấu gì cả. Vâng, giải đấu AFF Trung Online năm 2017 buổi tối ngày hôm nay thì là bên phía Playline.win quay phát và bên phía VGame TV sẽ tiếp sóng. Sẽ tiếp sóng và có bàn dự đoán cho tất cả vị khán giả của các bạn thôi. Đây là bầy hiệu đầu dành cho game thủ No1. Vâng, trong trận đấu thứ ba, hai trận đấu đầu tiên đều là những trận đấu rất hay và cảm xúc. Những cái rừng cũng rất đẹp dành cho No1 rồi. Vâng, như vậy là No1 chia sẻ là này, nhưng quý vị khán giả các bạn vào tặng người coi cho không được khóc. Rất vá. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang bài máy của game thủ chim sẻ. Đây là chim sẻ, cũng có voi hiêu. Trận đấu mà cả hai game thủ chúng ta đều đánh theo bài Việt Nam thôi, không có ai đánh bài tàu cả. Hai bầy hiêu, chim sẻ và có một voi. Vâng, như vậy là ba voi. Nhiều khả năng là bốn. Tổng ba con thôi. Bốn con thì kinh khủng quá. Ba con voi đứng một chỗ. Ở đây là cái rừng này. Con voi đầu tiên được game thủ chim sẻ đang đưa về bây giờ chính cho mình. Bài đấu có 3 voi. Vâng, trận trước thì từ những pha ép đời thôi, No1 đã thể hiện mình đánh cực kỳ hay. Vâng, những tình huống câu đôi voi game thủ No1 các bạn thấy rồi, quá kinh khủng. Và cái câu đôi voi, con voi đầu tiên anh để một nông dân phi solo luôn, sau đó con voi kia quay đầu để anh lại cho con nông dân khác phi và hạ gục nốt con voi thứ hai. Tình huống phải nói là không giống ai đến từ game thủ No1. Vâng, cùng trở lại với trận đấu này thôi. 23/28 là tham lai hiện tại của game thủ chim sẻ nhắng. Đã muốn lùa bầy hiêu về với chiếc BS để có thể ăn cả gỗ và cả hiêu. Còn đây là game thủ No1. Anh đang câu con voi từ Tây Vực về với nhà chính cho mình. Có bãi quả phụ thì No1 trong trận thiếu này. Vâng, trận này không có đôi voi để No1 thể hiện nữa. Và trận trước câu đôi voi về nhà có đúng hai con nông dân. Vậy mà anh vẫn giết được hai con voi đấy. Kích đời. Vẫn chưa được. 25 dân. Và kích đời 7-30. Đây là bầy hiêu dành cho game thủ No1.
Có quả phụ nhá anh. Không nhìn thấy à? Vâng, bãi quả phụ mà nó một không nhìn thấy. Đen. Chạy ra giữa bản đồ ăn một bãi quả ở xa, còn bãi quả ngay gần bãi ấy, gỗ thì anh không ăn. Do anh không nhìn thấy. Đúng là ôi, chỉ có thể xuất hiện ở đâu một mà thôi. Những tình huống mà không giống ai. Bảo sao người ta phong anh làm thánh. Vâng, có vẻ đây là một tình huống mà tôi đang coi, tôi đang cho rằng đấu một đang tăng độ khó cho game. Vâng, bãi quả ở gần không ăn nhưng anh ra giữa bản đồ ăn để có thể tiện dâng A. Xong cuối cùng anh lại không dâng A, anh lại đánh tại nhà. Đấy, các bạn thấy không? Đúng là như vậy. Vâng, như vậy là đấu một ra giữa bản đồ để ăn bãi quả với ý đồ dâng A. Sau đó anh lại không dâng A và anh lại đánh tại nhà và ăn bãi quả ở gần nhà tiếp. Cực kỳ nguy hiểm đến từ Noble. Phải nói là cực kỳ những cái suy nghĩ của Noble nó không giống ai. Phải nói là trình độ phải cực kỳ cao siêu mới có thể đoán được suy nghĩ của game thủ Noble. Đây là chiếc bé tiếp theo để có thể ăn gỗ dành cho game thủ Noble trong trận chiếu này. Anh nâng chặt gỗ cho anh. Chắc nâng rồi, 79% rồi. Đang ra ruộng. Một thủ soi tham để xem đối phương đánh như thế nào, bao nhiêu dân thì chỉ số dò các kiểu kiểu. Cùng xem chim sẻ. Đây là game thủ chim sẻ đang cũng 26 dân, đang đi dò sát mép bản đồ để có thể bò lại. Đây sẽ là dãy nhà BE dành cho chim sẻ thôi. Ok, đóng A mặt này. Dãy nhà BE sát mép bản đồ từ 12 giờ xuống sẽ là cái điểm yếu nhất, sẽ bị công vào rất rát đây. 4A rồi. Và trận đấu mà chim sẻ sẽ đánh 5A. Các bạn cho hỏi tỷ số C thế nào rồi? Tỷ số C hiện tại đang là 1-1 về C. C3 đội bạn đang để dẫn trước 2-0. Mình thắng 2-0 chứ? Thì đội bạn đang để dẫn trước. Với mình thắng 2-0 thì cái nào như nhau? Ổ quá, ông đánh đi. Trận nào tôi cũng muốn xem đâu một để xem anh đi từng con đầu như thế nào. Nhưng mà đơn giản là trận nào đâu một lên đời muộn. Cứ phải xem chim sẻ vì chim sẻ có cung rồi trước, đánh nhau trước. Tôi cũng muốn xem đâu một thời điểm đầu lắm. Đen thôi. Đây rồi, tôi đầu chim sẻ đã ra và đẩy đi luôn. Chim sẻ bắt đầu đẩy cung lên góc 12 giờ và tơn 2 sắp được rồi. Chỗ này sẽ cố gắng làm hai lớp nhà về. Đối phương sẽ mất tay công vào. Ra thêm ruộng. Ok. Chưa thấy ai. Ở đây có bãi quả này. Tân 2 tạm thời chỉ có 3 con, 4 con. Chim sẻ cũng đẩy đi luôn. Tân 3 thì chậm rồi. Vâng, như vậy là bị công vào bởi game thủ truy mệnh. Chưa chết dân nào thì chim sẻ này. Đảo dân cũng rất khéo. Đây là nhà truy mệnh. Chim sẻ đang đứng sau rừng. Bắn vào bãi gỗ của truy mệnh không. Ra thêm 3 cái ruộng tại nhà chính. Truy mệnh có tơn ra để bắt của chim sẻ nhắng. Sẽ là hai tơn đấy. Tơn đầu kéo về bắt rồi. Tôi đảm bảo bạn luôn, tơn đầu truy mệnh kéo về bắt tơn này chim sẻ. 51 trên 52 CE chị em. Chưa thấy truy mệnh đầu đây, truy mệnh đây. Đây một tơn mà chim sẻ đang dinh để cho truy mệnh lao lên. Bắn nào như nào. Vâng, truy mệnh bị lừa trong tơn vừa rồi, cay lắm. Chết ngay vùng cung lờ để cho game thủ truy mệnh. Tình huống rất thâm hiểm đến từ chim sẻ. Nhưng bây giờ thì cái gì đây? Cả Hồng Anh và truy mệnh lao lên. Cả Hồng Anh và truy mệnh lao lên nhà chim sẻ nắng. Chắc cay cú trong tơn vừa rồi, rồi chim sẻ phải chạy ruộng chính. Bị vẩy e, bị vẩy e. Chạy 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 chạy. Đây là game thủ đấu 1. Tham lai 59 trên 64. Và anh công lên nhà của game thủ truy mệnh kìa. Ô thế Hồng Anh ở đâu? Thôi Hồng Anh trong 9 giờ rồi. Nhiều khả năng Hồng Anh trong 9 giờ rồi. Đấu một công lên nhà của game thủ truy mệnh. Đúng là Hồng Anh trong 9 giờ. Phải giết truy mệnh trong tơ này để đưa truy mệnh và chim sẻ cân nhau. Truy mệnh đang chết rất nhiều dân trong tình huống này. Anh đang không để ý. Chim sẻ chắc cũng đang phải chạy dân. Chim sẻ cũng chết nhiều. Tham lai của chim sẻ là 48 trên 56 ở nhà BA. Truy mệnh anh đấu một. Đấu một đang ở trong nhà của truy mệnh rồi. Đấu một đang ở trong ruộng của truy mệnh rồi. Tơ này truy mệnh sẽ chết.
Thậm chí chim sẻ còn khỏe hơn chim bậy khi đang ăn hoang được bầy hiêu. Chú ý bắt quân vẩy ê. Không cho chim bậy chạy. Vâng, chim bậy vẫn chạy được. Chim sẻ cứ cẩn thận không bị vẩy ê đánh gỗ đấy. Chạy được dần rồi. Tạm lại 52-56. Đánh bay nhà của game thủ chim bậy trong trận thiếu này. Và đây là game thủ No 1. No 1 đang bị Hồng Anh công lên. Tham lại 57-72. Nhưng bắt được quân của Hồng Anh không? Dí cũng lờ theo. Đây là game thủ Hồng Anh đang kinh dân của No 1. Thì No 1 đang muốn bắt quân của Hồng Anh trong tình huống này. 4 nhà BA đến từ game thủ No 1 thôi, nhưng lượng quân của No 1 đang cực kỳ nhiều. Hồng Anh đang có một con dốc ảo. Cả hai game thủ đang dàn quân ra để bắn nhau. Và vừa bắn vừa đảo đến từ game thủ No 1. Chim sẻ tham 49. Không biết chim bậy có phát hiện ra bãi ăn hoang này của chim sẻ hay không, dường như là không biết rồi. Rồi phi sư tử chết dần. Kìa, còn tân quân của game thủ chim bậy kìa. Bắn đi. Chim bậy đang có quân chạy vòng tròn quanh nhà chim sẻ nhắn. Bây giờ bắt đầu lao sang nhà của game thủ Hồng Anh. Chim bậy đã chạy rồi. Đây là game thủ No 1. Tham lại 54-76 cũng đang lao vào nhà Hồng Anh bởi một tân quân ngồi giữa chỗ chính của Hồng Anh luôn. Nhưng Hồng Anh đang dí rất rát lên nhà game thủ No 1. Rất đông quân của game thủ Hồng Anh đẩy lên. Anh phải chú ý đỡ nha. Cái này Hồng Anh đông quá. Dân chơi khá nhiều. Chim sẻ dí vào. Anh No 1 bắn dân ăn ruộng của Hồng Anh kìa. Dí vào luôn. No 1 cũng đang bị đánh bay ruộng chính trong trận thiếu này. Cùng đến với màn hình máy của game thủ chim sẻ nhắn. Ốp lên nhà BA của game thủ Hồng Anh. Quân của Hồng Anh ở nhà là không đủ. Quân của Hồng Anh ở nhà là không đủ để có thể thủ lại trong tên này. Đánh bay cả nhà Hồng Anh luôn. Và cả hai anh đều tranh nhau vào bắn dân. Và cả hai anh cùng lao vào bắn dân của Hồng Anh luôn. Một trận đấu mà cả bốn nhà cũng đang tạm thời tôi đánh giá là bay nhà. Một chiếc BG để có thể ra ruộng. Quân dân đâu hết rồi. Kìa, truy bệnh về cứu các bạn đi. Này thì cứu với chúng tôi này. Vâng, xúc cả cứu luôn. Chú ý ra ruộng và ăn hoang. Tạm lại của sẻ là 54-56. Không thấy Hồng Anh đâu này. Vâng, bên nhà No 1 thì sao? No 1 tham lại 56-76. Đã hồi lại ruộng chính. Con không thể lao ra được. Đi sắp mép bản đồ ra này. 9 giờ. Đấy. Nhưng mà ra chỗ này phải cẩn thận. Như vậy là Hồng Anh kéo quân sang nhà No 1. Nhưng một tình huống đi lỗi đến từ game thủ Hồng Anh. Nhưng quân của Hồng Anh ở đây là quá đông. Vâng, phải gấp đôi quân của No 1 ở đây mất. Đưa quân đi rồi chạy đi em ơi, chạy ra đi. Quân của Hồng Anh phải gấp đôi quân No 1 trong tình huống vừa rồi. No 1 đang phải chạy xuống dưới dốc. Đây rồi, Hồng Anh đang ngồi ở đây. Trật tư, chạy dân đi anh No 1. Đen hết e ra và chạy đi. Kìa, bắn đi sẽ. Chú Mạnh đã nhắc Hồng Anh chạy dân rồi. Tạm lại No 1 vẫn là 63-60. Đã mít e. Ơi cái gì kìa. Mình xin một cái bóng. Không biết là bóng gì, chắc cũng bóng nhà chính. Không. Chạy rồi. Kìa, dân của Hồng Anh, kin đi. Dân của No 1 tham lại vẫn là 58-72. Anh đang ăn gỗ ở đây nhưng truy mệnh cũng khá đông quân. Đây là game thủ chim sẻ nắng tham 63-72. Đang phải đỡ lại truy mệnh tại nhà chính cho mình. Ruộng của chim sẻ vẫn đang là rất nhiều. Có một khoanh ruộng trên sát mép bản đồ 12 giờ xuống và một khoanh ruộng tại nhà chính. Và truy sát tên này đừng để truy mệnh phát hiện ra bãi ăn hoang. Và nhà BA của game thủ Hồng Anh thì đang bị chim sẻ bắn mà Hồng Anh không để ý. Ôi, truy mệnh lao vào đây xong lại quay đầu ra bịp thế là rồi. Và bây giờ thì truy mệnh dí hẳn vào rồi. 4 con cu lờ game thủ truy bậy nhưng chim sẻ vẩy này và bắt luôn 4 con cu lờ này. Có 3 con cu lờ mặt bên dưới. Những thao tác rất nuột đến từ game thủ chim sẻ nhàng. Đâu rồi, quân của game thủ truy bậy chạy đâu rồi? Ơ, chạy xuống dưới rồi. Và như vậy là lao thẳng vào ruộng chính của chim sẻ luôn. Rất đông quân đến từ game thủ truy bậy. Sang đến nhà em rồi đây này. Vâng, sang đến nhà chim sẻ rồi. No 1 báo giữa hai nhà nhé. Đây rồi. Lại cả màu 2 giữa hai nhà nữa cơ à. Sẽ đông nghĩa rồi. Vâng, và quản lại truy bậy một tơn. Vâng, chim sẻ trên một tơn dần rất to. Cái này phải hit and run những con dân của game thủ truy bậy tại nhà chính của truy bậy. Chú ý. Quân của truy bậy ở đây đông nhiều và đang sẻ phải chạy cả khoanh ruộng này rồi. Chạy hết thôi. Tham 53 dành cho game thủ chim sẻ nhắng. Đây là game thủ No 1. Tham 62. No 1 vẫn đang sóc 5 nhà BA đều. Vẫn đẩy quân lên nhà quản lại Hồng Anh một tơn. Chạy rồi anh ơi. Tham lại đang ở mức cân. Thông tin No 1 và tham cân và No 1 bảo tham nguyên chặt. Vâng, No 1 đang cơ cấu đóng hẳn BC luôn. Cái hốc này đẹp lắm này. Tham 66-80 dành cho game thủ No 1.
Anh đang cố gắng ra thêm ruộng. Rất ổn. Nhiều khả năng là 3-0-0. Vâng, tiếp tục kinh doanh của ông anh đi. 71/80. Vậy e. Và công lên. Hồng Anh đâu rồi? Chim sẻ. Tha 48. Bị Hồng Anh và chuyên mệnh quản rất rát giữa hai nhà anh. Đâu một đây. Rồi chim sẻ vậy e để bắt rồi. Không được. Tiếp tục là vậy e đến từ cầu thủ chim sẻ nhắn. Chuyên mệnh cũng đang bắt. Có một ít thôi. Còn tờ này thì chim sẻ bị bắt quân rồi. Chuyên mệnh đông lắm nhá. Chuyên mệnh rất đông. Chim sẻ đang cố gắng soi những con cua đấy. Máu bắn được con nào hay con đấy. Rồi. Tham Lai sẽ tụt xuống còn 41. Đây là game thủ nấu 1. Đây là game thủ nấu 1 đang công lên nhà của Hồng Anh. Tham Lai 75/96. Xúc nốt dần của Hồng Anh đi. Rồi. Lại chạy quay lại. Và dí đợi tên này lên cứu. Đợi tên này lên cứu. Nấu 1 đang ra được ruộng. Chim sẻ cần phải hồi lại. Không, và bắn được nổ cái ruộng này chạy ra. Tốt. Hai con cũng rờ thôi. Đây rồi. Khẽ thôi. Bắn. Bắn. Một giật là chết. Một giật là chết. Dí sâu là vào. Hồng Anh không biết này. Ôi rồi, Hồng Anh không biết gì mà đã chết khoảng hai trịch dân luôn. Chết hai trịch dân này cho cái thủ Hồng Anh mà không biết gì. Ôi rồi. Xác dần kìa các bạn nhìn thấy. Quá nhiều dần Hồng Anh chết. Và nó một vừa một tuần kích đầu máu. CBE lớp 2 ở kia anh ơi. Vẫn là 5 nhà BA sắp đều dành cho cái thủ nó 1 tăng A. Đấy rồi, quân Hồng Anh đi đâu? Đi, đứng lại chơi luôn á. Nó 1 đang phải đợi tuần tiếp theo lên. Mạnh khỏe lắm. Mạnh chắc phải ngang anh. Tham 88 đến từ game thủ nó 1. Con dân tiếp theo của Hồng Anh nở ra đều bị nó 1 giết luôn. Tăng nhà BA tiếp theo. Và dí lên. Đi quân đang rất giòn rén. Chim sẻ đang bị bắn ở đâu mà kêu liên tục thế này. Chim sẻ tham 60. Bắt quân của game thủ truy mệnh. Truy mệnh lại đẩy một tơ to lên nhà BA của game thủ chim sẻ nhắn. Và trong này ăn ăn rừng. Và chuẩn bị bắt quân. Chuẩn bị bắt quân. Rồi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, anh cứ vào đây. Truy mệnh có dám vào đây không? Một nhà chính được thể ăn gỗ. Bắt quân của truy mệnh trong tơ này. Truy mệnh đang lao lên. Tơ này thì truy mệnh sai rồi. Vẩy e đến sẻ không? Không vẩy e. Còn có một tơ nữa đến từ cái thủ truy mệnh. Quân của truy mệnh cũng khá đông đấy nhá. Nhưng chim sẻ tạm thời vẫn là thủ được trước cái thủ truy mệnh. Lùi hết lên con dốc này và thủ lại. Vẩy e lại luôn. Cơ cấu lại ruộng một tơn. Đây là game thủ nâu 1. Tiếp tục bắt dân của game thủ Hồng Anh. Không cứu đâu, có cứu đâu, đang bắt dân Hồng Anh mà tắc cung R kìa. Ôi giời ơi, anh không vẩy thì còn bắn được. Anh vẩy là không bắn được. Ô, tận này vẩy vẫn tốt dành cho game thủ nâu 1. Có vẻ rất hay. Tăng A tiếp đi. Vâng, như vậy anh bung nhà chính. Tăng thêm cái A nữa đi anh nâu 1 đây. Lượng đồ của anh sắp thoải mái luôn. Và bây giờ sẽ là một tơn tạt sang nhà game thủ truy bệnh đến từ nâu 1. Vâng, nâu 1 đã bảo đội bạn không có tuổi. Ok. Để xem tuổi đội bạn là bao nhiêu. Lên bản đồ dành cho game thủ nấu 1. Bây giờ là một trận mà nấu 1 được cầm chủ lực. Hồng Anh đang muốn đi với công lên nhà game thủ nấu 1 trong tơn này. Không xoắn. Chú ý bắt quân của đối phương. Đây là nhà game thủ truy mệnh. Ái già, đông cũng rờ đấy. Ok baby. Hồng Anh sang nhà chim sẻ kìa. Rồi tơn công lên đến từ game thủ nấu 1. Nhưng ở nhà truy mệnh cũng đang có rất đông cũng rờ. Anh đang ra ruộng điên cuồng. Có đào vàng không anh? Đi vòng một vòng xung quanh nhà truy mệnh bắt quân đi. Đây là Hồng Anh vẩy e đến từ game thủ nấu 1. Chạy đi đâu rồi ôi Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đứng im và hưởng thụ luôn. Ok. Tuần này thì thụ thôi. Thụ đi anh ơi. Vâng. Úi dồi, chim sẻ nó giải e kinh hồn. Bây giờ lại thêm với ông nấu 1 nữa. Hồng Anh cảm thấy rất là thốn trong tuần vừa rồi. Bị cả nấu 1 và game thủ chim sẻ vẩy e. Nhà Hồng Anh ra được 4 con dân thì bị nấu 1 công vào. Ngất luôn. Bây giờ nó một đã đứng thủ quân, xin lỗi, đứng thủ nhà cho cả chim sẻ nhắn. Vâng, đánh thế gây dây rồi. Mid air rồi anh ơi. 79 dân dành cho game thủ truy mệnh, bắt đỡ heo đông dân thế là rồi. BA sẻ ơi. Sẻ thủ nhà để nó một đi công. Và như vậy là nó một sẽ lên vụt game thủ truy mệnh trong tơ này. Anh đã bảo sẻ thủ nhà để anh đi vụt.
Là một chiếc nhà chính để có thể ăn vàng. Rất nhiều dân được đội 1 đưa ra ăn vàng và xây e đi anh. Mịn e liên tục. Nâng cấp đào vàng luôn dành cho kim thủ đội 1. Đây là những con nông dân của Hồng Anh. Đây là một tơn to của kim thủ đội 1 công lên nhà Hồng Anh. À xin lỗi, công lên nhà truy đuổi trong tơn này để giải quyết trận thiếu này thôi. Giải quyết trận thiếu này được không? Vâng, đây là hai kích quân. Có một kích anh đang kéo về à? Vâng, đi vào đi anh. Bật nây trồ với cả hai game thủ bên phía đối phương và ốp lên nhà BA của game thủ truy mạnh, dí sâu vào một tơ đi ảo vào trong này, bỏ nây trồ bắn dân nhá. Tăng Nga tiếp theo dành cho game thủ đội 1. Vâng, các bạn có thấy quân của đội 1 dàn ra phải nói là quá đông đi, bỏ nây trồ anh ơi, đội bạn đào vàng rồi kia. Ông truy mạnh chết luôn tơ này cho nó mát. Vâng, đội 1 ốp trận ơi, chân lên 4 rồi nhá. Kích 4 rồi đấy, kích 4, đóng ca kích 4 rồi đấy. Nhưng mà tơ này thì đội 1 ốp lên chết chặt dành cho game thủ truy mạnh luôn, đỡ hộ tôi gái. Vâng, đỡ đấy. Không có cửa thua trong trận đấu này rồi và tỷ số là 3-0 trong trận đấu thứ ba thì cho cặp đôi của Game TV 2-1 về C. Vâng, thao lại tôi đánh giá là không cửa thua. Ôi trời, nhầm nhá. nhầm. Vâng, căng đấy. Thôi cố đánh đi anh. Vâng, đào nhiều vàng vào. Vâng. Vâng, căng đấy. Truy mệnh đông vãi trưởng rồi đấy. Vâng, bây giờ thì nó một đang ngồi giữa nhà của truy mệnh lên 4 xong chưa? Như vậy là vẫn chưa lên 4 xong. Vâng, như vậy là đội 1 đang ngồi giữa nhà của Chu Bệnh để bắn luôn. Đóng ca đến từ game thủ đội 1 để có thể lên 4. Chỉ khoảng 2 phút nữa là đội 1 sẽ lên 4. Nếu như anh không xong quân. Rồi, bắn dân của game thủ Chu Bệnh đi. Chu Bệnh đã phải chạy tất cả những cơ sở làm ăn của mình. Và lại tạt sang nhà ông anh một tơn không anh? Rồi, tạt lại ông anh khi thấy dân của ông anh đang làm ruộng rất chăm chỉ. Đội 1 quyết định không để cho dân của ông anh được thảnh thơi. Và kích 4 đến từ game thủ đội 1 ở phút thứ 43. Ôi Hồng Anh nghe vẻ khoai, như vậy là Chu Mạnh đã lên 4 thành công. Chu Mạnh đã lên 4 xong. Bắn đi. Đội 1 đã xong rất nhiều cung và đi ăn bãi vàng tiếp theo. Hồng Anh tìm bãi vàng nữa đi. Đây là bãi vàng tiếp theo để cho đội thủ đội 1 ăn nhiều vàng hơn để có thể đánh hot. Thêm một bãi vàng nữa sắp mép bản đồ. Hồng Anh không thể hồi được trong trận đấu này thì đội 1 quản quá sát. Và chim sẻ nhà cũng đã phát hiện ra cơ sở hồi đến từ cái thủ Hồng Anh. Úi rồi, đóng nhiều thế à rồi. Và chim sẻ tham bao nhiêu? Đây là cái thủ chim sẻ nắng tham. Tham lại 126/140. Cũng phát triển lại cực kỳ mắc binh dành cho chim sẻ. Nhưng đấu 1 đang là người chủ lực trong trận đấu này. Tất cả công nghệ đã lên hết và bây giờ chim sẻ mới kích được đầu máu. Và đấu 1 là người đánh chủ lực. Đấy, cùng đến với chủ lực đấu 1. Đại đội trưởng đấu 1, dân của ông anh đứng chơi kìa. Hot của game thủ Chim Bệnh đang muốn bắt cung lờ của game thủ đấu 1. Và anh đang tăng Nga. Một chút nữa thôi sẽ xong hot ra. Lên giáp dần để có thể kích hot thần. Ăn những bãi vàng mới. Và quản chặt game thủ Hồng Anh, không cho Hồng Anh hồi. Lên nhà Hồng Anh ăn vàng luôn. Lên nhà Hồng Anh ăn vàng luôn. Đứng cung lờ cao lên để bắt được đi quần của đối phương. Hồng Anh lại còn đang ăn cả voi ở đây nữa thì phải. Đã lên 4 xong rồi cho đội 1 và xong hot. Nâng cấp công nghệ. Tầm xa. BM ở đâu? Ở đây rồi. Rồi, ăn vàng. Đây là khu vực hồi đến từ game thủ Hồng Anh. Quá khổ để cho Hồng Anh trong trận đấu này đi. Đấu 1 phải nói là quản cực kỳ rát. Rồi đánh giá là cực kỳ buốt. Rất rát và buốt để cho game thủ đấu 1. Tiếp tục là tăng A. Tăng vâng, anh xây ra 1 tỷ cái nhà bây A. Ăn vàng ở nhà Hồng Anh kìa. Cứu nó xẻ giữa bản đồ kìa anh. Vâng, như vậy là Hồng Anh quyết định ghi sai. Và tỷ số được ấn định là 3-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho cặp đôi chim sẻ đi áo vào đấu 1. Giả vờ thua C đầu tiên để đối phương chủ quan và thắng lại 2 C tiếp theo. 3-0 trong C đấu thứ 3. Trận đầu 1 đánh chủ lực cực kỳ bá đạo. Đánh lên 4, đội bạn đi sai. 3-0 trong C đấu thứ 3, chúng ta hãy cùng hỏi các cầu thủ trong có C đấu thứ 4 hay không. Và như vậy là Nobot và Nghỉ để chuẩn bị đánh đến Việt Trung rồi. Như vậy là buổi tuần trực tiếp của GameTV.vn kèo giao hữu 2-2 giữa chim sẻ nắng Nobot đối đầu với Hồng Anh Truy Bệnh đến đây là kết thúc. Với tỷ số 2-1 về C nghiêng về cặp đôi của GameTV. Giả vờ thua C đấu đầu tiên để bật lại 2 C tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với giải đấu AE Việt Trung Online năm 2017 với sự ra sân đến từ game thủ Truy Bệnh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả và các bạn trong những buổi tường trực tiếp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.